một quan chức Ukraine, lực lượng nước này đã phá hủy hoặc làm hư hại nặng thêm một máy bay trinh thám A-50 hàng hiếm của Moscow sau khi Kiev nhắm mục tiêu vào một nhà máy hàng không ở miền nam nước Nga. Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần qua nói rằng phòng không nước này đã đánh chặn 47 UAV của Ukraine, bao gồm 41 chiếc tấn công khu vực Rostov. Vasily Golubev, thống đốc vùng Rostov cho biết Kiev đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV quy mô lớn vào thành phố Taganrog. Các blogger quân sự Nga đưa tin rằng bầy đàn UAV của Ukraine đã tấn công một nhà máy trong thành phố, nơi sửa chữa máy bay do thám A-50 cũng như là một sân bay ở gần đó. Nguồn tin nói rằng vụ tấn công diễn ra theo nhiều đợt. Serhiy Bratchuk, một quan chức quân sự Ukraine ở miền nam nước này cho biết UAV đã tấn công xưởng của nhà máy và gây ra hỏa hoạn, nhưng không rõ liệu máy bay A-50 ở gần đó có bị bắn trúng hay không. Trong khi đó, nghị sĩ Ukraine Oleksiy Goncharenko nói với Newsweek hôm 10 tháng 3 rằng nhà máy Taganrog bị hư hỏng nặng và máy bay A-50 gần cơ sở này đã bị phá hủy hoặc bị hư hại đáng kể. Ông nói A-50 là bộ não và con mắt của lực lượng không quân Nga, đồng thời cho biết thêm đây là vũ khí quan trọng của Moscow, đặc biệt khi Ukraine sẽ nhận được máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây tài trợ vào cuối năm nay. Nga chưa bình luận về những tuyên bố của Ukraine. Trước đó, Ukraine cho biết trong những tháng đầu năm nay họ đã phá hủy 2 chiếc A-50 của Nga, nhưng thông tin này vẫn chưa được một bên thứ ba xác minh tính chính xác. A-50 là mẫu máy bay hàng hiếm trong không quân Nga. Theo Forbes, về mặt nguyên tắc, Nga có 9 chiếc A-50, nhưng 6 chiếc dường như đang cần được nâng cấp. Nếu họ thực sự mất đi 3 chiếc A-50 như Ukraine tuyên bố, đây sẽ là tổn thất rất lớn, khó có thể bù đắp trong thời gian ngắn. Hồi đầu tháng, ông Sergey Chemezov, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga cho biết dây chuyền sản xuất A-50 sẽ được tái khởi động. A-50 là một máy bay cảnh báo sớm trên không với khả năng chỉ huy và kiểm soát, cũng như là khả năng theo dõi tới 60 mục tiêu cùng một lúc. Giá thành của A-50 dao động từ 330 tới 500 triệu đô la Mỹ, tùy phiên bản. A-50U được mệnh danh là mắt thần và là trung tâm xử lý dữ liệu khổng lồ trên không với khả năng dò tìm các mục tiêu trên mặt đất, trên không và trên mặt nước. A-50U còn nổi tiếng với khả năng truyền dẫn về trung tâm chỉ huy, sự thay đổi trên các chiến trường, cũng như chỉ đạo chiến đấu và tấn công trên không. Được xây dựng dựa trên khung của máy bay ngựa thồ Illusin IL-76, A-50U có thể dò được mục tiêu trên mặt đất trong khoảng gần 300 km và mục tiêu trên không trong khoảng 600 km. A-50U có mái vòm trên đỉnh được đội bay Nga gọi là cây nấm. Đó là radar Shmenmer có đường kính gần 11 mét, bao gồm 2 anten bên trong và nó quay 6 lần một phút, luôn ở trong chế độ tìm kiếm. A-50U cũng được trang bị một trung tâm điều khiển, có thể cùng lúc chỉ đạo 10-12 máy bay chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 9 tháng 3 tuyên bố quân đội nước này đã đẩy lùi một số cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền đông và nam Ukraine, khiến đối phương mất khoảng 500 quân nhân, theo hãng tin TASS. Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ 197 máy bay không người lái của Ukraine trong vòng 24 giờ, phá hủy một máy bay MiG-29 cùng 3 quả rocket thuộc hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS của Ukraine. Đến khuya ngày 9 tháng 3, chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga. Chính quyền tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine nói rằng một quả bom của Nga đã rơi xuống gần một khu chung cư ở thành phố Kherson trong đêm ngày 8 và ngày 9 tháng 3, khiến một đứa trẻ bị thương, theo AFP. Ngoài ra, các quan chức ở tỉnh Dnipropetrovsk ở miền trung Ukraine nói rằng cuộc pháo kích của Nga đã giết chết một thiếu niên ở làng Chevono-Krivkorivka trên sông Dnipro. Không quân Ukraine vào sáng ngày 9 tháng 3 tuyên bố đã bắn hạ 12 trong số 15 máy bay không người lái do Nga phóng vào tỉnh Donetsk và hai tỉnh Dnipropetrovsk và Poltava ở miền trung Ukraine trong đêm ngày 8 và ngày 9 tháng 3. Đến khuya ngày 9 tháng 3, chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc và tuyên bố từ phía Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 9 tháng 3 tuyên bố quân đội Nga đã chặn 47 máy bay không người lái UAV do Ukraine phóng nhắm vào 4 tỉnh của Nga trong đêm ngày 8 và ngày 9 tháng 3, theo đài RT. Trong đó có một chiếc UAV bị bắn hạ ở tỉnh Belgorod, 2 chiếc ở tỉnh Kursk, 3 chiếc ở tỉnh Volgograd và 41 chiếc ở tỉnh Rostov. Giới chức ở 4 tỉnh này nói là không có báo cáo thương vong. Tỉnh trưởng Vasily Golubev của tỉnh Rostov viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các đơn vị phòng không địa phương đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn. Tỉnh trưởng Toman Zadovoy của tỉnh Kursk thì viết rằng các mảnh vỡ từ UAV Ukraine bị bắn rơi đã làm hư hỏng mái của một bệnh viện. Hôm 7 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã ngăn chặn một cuộc tấn công của UAV Ukraine nhắm vào đất Nga, trong đó có tỉnh Tula, cách biên giới Ukraine khoảng 200 km. Đến khuya ngày 9 tháng 3, chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố trên của phía Nga. Trong cuộc phỏng vấn với Nhật báo của Đức được đăng vào ngày 9 tháng 3, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho hay ông phản đối việc gửi binh sĩ phương Tây tới Ukraine, ngay cả khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, theo AFP. Ông Cameron cho rằng các nhiệm vụ huấn luyện tốt nhất nên được thực hiện ở nước khác, đồng thời lưu ý rằng Anh đã huấn luyện 60.000 binh sĩ Ukraine theo cách đó. Ông Cameron lập luận việc đưa binh sĩ nước ngoài vào Ukraine sẽ tạo ra mục tiêu cho Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 26 tháng 2 đã gây xôn xao trong các đồng minh khi không loại trừ việc gửi quân phương Tây tới Ukraine để giúp nước này chống lại chiến dịch quân sự của Nga. Phía Anh sau đó xác nhận rằng họ đã gửi những đơn vị nhỏ đến Ukraine để hỗ trợ đào tạo y tế. Nhưng phát ngôn viên của Thủ tướng Rishi Sunak nói rằng London không thấy trước việc triển khai quy mô lớn. Hôm 8 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu khẳng định hiện tại không có kế hoạch gửi quân chiến đấu, nhưng các đồng minh của Ukraine có thể xem xét các nhiệm vụ huấn luyện hoặc rà phá bom mìn. Cũng trong cuộc phỏng vấn với Nhật báo của Đức, ông Cameron nhấn mạnh Ukraine cần nhiều vũ khí tầm xa hơn và ông sẵn sàng hợp tác với Berlin nhằm loại bỏ sự dè dặt trong việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus do Đức sản xuất. Berlin đã từ chối cung cấp tên lửa Taurus cho Kyiv vì lo ngại rằng tên lửa có tầm bắn 500 km này sẽ được sử dụng để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của Nga. CNN dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ vào ngày 9 tháng 3 nói rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đặc biệt lo ngại rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc chiến trường. Chính quyền Mỹ đưa ra nhận định như vậy dựa vào nhiều dấu hiệu khác nhau, các phân tích dữ liệu tình báo nhạy cảm. Washington muốn lên một kế hoạch đối phó tốt nhất nếu Nga thực sự sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột ở Ukraine. Do vậy, trong giai đoạn từ cuối mùa hè đến mùa thu năm 2022, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã triệu tập hàng loạt cuộc họp để đưa ra những kế hoạch dự phòng. Theo đánh giá của phía Mỹ, một trong những sự kiện có thể khiến Nga sử dụng vũ khí hạt nhân là việc Ukraine giành lại quyền kiểm soát thành phố Kherson, khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi hồi tháng 9 năm 2022. Thời điểm đó, Nga cáo buộc Ukraine sử dụng bom bẩn, một cáo buộc mà Washington cho rằng Moscow dựng lên để làm cớ cho một cuộc tấn công hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thực hiện một loạt cuộc điện thoại tới các quan chức quốc phòng ở Mỹ, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 năm 2022, thông báo với họ rằng Điện Kremlin lo ngại về những hành động khiêu khích tiềm tàng của Ukraine liên quan đến việc dùng bom bẩn. Mỹ đã bác bỏ cáo buộc của Nga nhưng cũng đặt ra câu hỏi về mục đích thực sự của Moscow khi đưa ra cáo buộc như vậy, trong đó có nhận định Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân. Tuy nhiên, nguồn tin của CNN cho biết Mỹ chưa bao giờ phát hiện được thông tin tình báo cho thấy Nga đang thực hiện các bước huy động lực lượng hạt nhân của mình để thực hiện một cuộc tấn công như vậy. Mặc dù vậy, các quan chức Mỹ vẫn không chắc chắn liệu Nga có triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật hay không. Không giống như vũ khí hạt nhân chiến lược có khả năng phá hủy toàn bộ thành phố, vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc chiến trường nhỏ gọn hơn có thể bí mật di chuyển và sử dụng từ các hệ thống thông thường đã được triển khai trên chiến trường ở Ukraine. Mỹ cũng hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để phát triển các kế hoạch dự phòng cho một cuộc tấn công hạt nhân của Nga và phát thông điệp răn đe tới Nga về hậu quả của một cuộc tấn công như vậy. Nga nhiều lần nêu rõ học thuyết về hạt nhân của mình. Điện Kremlin cho biết Nga chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân khi sự tồn tại của đất nước bị đe dọa. Trong khi đó, báo Financial Times từng trích dẫn các bài thuyết trình bị rò rỉ dành cho các sĩ quan hải quân Nga được cho là dựng từ năm 2008 đến năm 2014, nói rằng ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn của Moscow có thể thấp hơn so với những gì các chuyên gia quốc phòng phương Tây đã ước tính.